Dạ, các bạn đang theo dõi kênh xe điện motor điện.com. Hôm nay mình sẽ review bộ làm xe 4 bánh sử dụng hai động cơ hai bên. Đối với những cái xe như thế này thì nó phù hợp để làm những cái xe tải trọng cao, hoặc là xe hai bánh độc lập. Ở đây ta sử dụng một chân ga, một tay đảo chiều và hai bộ điều khiển. Ở đây đang sử dụng là hai cái động cơ 48V 500W có giảm tốc. Với mỗi một cái động cơ như này có thể tải tốt ở cái giải tốc độ 20 đến 25 km, khoảng 300 kg cho một động cơ. Sử dụng hai động cơ như vậy thì mình có thể không phải sử dụng đến cầu vi sai, mà lực kéo thì rất khỏe, tốc độ cũng rất là nhanh. Hoạt động thì nó hoàn toàn bình thường như cầu vi sai thôi, nó đều có thể tiến lùi và tăng giảm tốc độ. Trên đây là bộ chân ga này. Hai con động cơ là đang quay ngược chiều nhau này. Mình cho lên hai bánh này. Đó. Đây là tiến và lùi này, dùng cần số tiến lùi này. Đây là động cơ không chổi than, có giảm tốc 500W. Hàng chính hãng của Unit Motor. Đặc biệt những cái hàng này thì sẽ không bị nhái về công suất của nó là công suất thực. Đây là thương hiệu của nó này, các bạn nhìn nhé, trên cái tem này là có cái biểu tượng hình tam giác này, chữ R này là biểu hiện của cái đăng ký bản quyền này. Đấy, đây là những cái dòng motor của Unit Motor, công suất của nó bao giờ cũng là công suất chuẩn, không bị nhái công suất. Để phân biệt giữa công suất chuẩn và công suất ảo thì thực tế ra cũng rất là khó đối với người sử dụng, nhưng nó có một cái đặc điểm là cân nặng nó thường là nặng hơn những cái động cơ rẻ hơn. Đây ví dụ như là của hãng của nó này, nó ghi này Unit Motor này, và cái biểu tượng này là biểu tượng hình tam giác có cái chữ R đằng sau. Đấy là chữ về đăng ký bản quyền. Ưu điểm của những cái dòng không chổi than này thì nó ăn điện nhẹ hơn rất là nhiều so với cái dòng điện có chổi than. Và một cái điểm nữa mà mọi người thường nhầm tưởng đó là lực kéo. Lực kéo của dòng điện 3 pha thì bao giờ nó cũng khỏe hơn những cái dòng có chổi than, và nó không bị giảm hiệu suất sau một thời gian dài sử dụng, bởi vì nam châm của nó là nam châm hiếm chứ không phải là nam châm từ như kiểu của thằng động cơ có chổi than. Bộ này thì theo yêu cầu của một khách hàng ở trong Sài Gòn đấu hai động cơ để họ sử dụng cho xe 4 bánh, thì mình chỉ review cái bộ gồm hai động cơ, một chân ga, một tay đảo chiều thôi. Còn ngoài chi tiết ra thì có thêm bộ sạc dòng cao nữa. Tất cả những cái đó thì để mà đặt hàng đầy đủ cầu trước hệ thống lái thì khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại. Để xem nhiều cái video mới nhất của bên xe điện motor điện thì xin vui lòng ủng hộ bằng cách ấn vào nút đăng ký kênh phía góc phải bên dưới màn hình, và nhấn vào biểu tượng có cái chuông để nhận được video mới nhất ngay khi vừa mới up lên mạng. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Mọi chi tiết về giá thì xin vui lòng comment ở dưới, mình sẽ trả lời sớm nhất có thể.